Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em cái tổng phanh con Camry. Con Camry này, cái tổng này thì nhìn trên cái ký hiệu này thì để mình nhận biết thì nó là 1H nhá. Ký hiệu trên cái tổng này. Cái tổng này thì nó cấu trúc nó đơn giản, nó không phức tạp như tổng khác. Ví dụ tổng này thì nó lại có hai cái chân bắt này. Cái đường ra của nó cũng có hai đường luôn, nó chia ra phanh trước và phanh sau. Khi chưa chia ra phanh trước ấy, thì nó xuống một dưới thì nó sẽ có một đường chia ra hai bên, và đằng sau cũng thế. Thì thường những cái tổng phanh này mà nó hỏng hóc ấy, thường cái hỏng hóc thì là mình phải tháo trong ruột này ra này. Một là cái hiện tượng nó hỏng là nó hay bị hỏng cúp ben bên trong, thì ví dụ trong quá trình sử dụng lâu ấy, một là cúp ben nó bị lở, hai là nó bị sứt. Thường thường sứt cúp ben ấy thì bao giờ nó bị tình trạng là mình đạp phanh vào nó bị mất guốc, hoặc là phanh nó không ăn, tức mình đạp mình giữ phanh nó cứ lún sát sàn ấy, đa số là bị như thế. Thì tháo ra thường thường tại sao lại phải thay cái tổng này, bởi vì nhiều khi tháo ra cái xi lanh bên trong này nó bị rỗ. Nên là nhiều cái là mình khi mình tháo ra là mình sờ vào nó gò, nó rỗ rất là sâu. Cái rỗ thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó bị sứt cúp ben, nó bị mất phanh. Đa số là bị tình trạng như thế. Đây là cái tổng phanh của nó, nhìn cái cấu trúc đơn giản. Đây là nó có cái rắc này, rắc để nó báo hết dầu. Trong này nó sẽ có một cái cảm biến. Khi nó hết dầu nó chạm xuống là nó báo đèn lên trên xe. Đây tổng thể cái tổng phanh đây. Thì mà nếu mà anh em mà muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này, nếu có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086333 hỗ trợ tư vấn lắp đặt hoặc là tư vấn sửa chữa nhá, thì có thể anh em đến địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội, hoặc số điện thoại trực tiếp thì là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.